sáng 28 tháng 1 năm 2021, liên quan đến ca mắc COVID-19 1552 tại Hải Dương, Bộ Y tế vừa có công điện về việc hỗ trợ ngành y tế Hải Dương thực hiện điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm và điều trị COVID-19. Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai một số nội dung cụ thể như sau. Bộ Y tế giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y tế Công cộng hỗ trợ ngành y tế tỉnh Hải Dương thực hiện xét nghiệm COVID-19. Giao Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương hỗ trợ và phối hợp với ngành y tế tỉnh Hải Dương thực hiện điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm, gửi các đơn vị được giao thực hiện xét nghiệm COVID-19. Giao Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tổ chức thiết lập khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân 1552, bệnh nhân nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Yun, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hương Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân có giao tiếp gần với bệnh nhân nữ, được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh Osaka, Nhật Bản. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm khẳng định tối 27 tháng 1 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.